Chào mừng các bạn đã đến với Tâm Điểm Tướng Darcy, Pháp Sư Thứ Nguyên. Được coi là một trong những ma pháp sư vĩ đại nhất của nhân loại, Darcy nắm giữ sức mạnh ma thuật khổng lồ. Với bộ kỹ năng dồn sát thương và khả năng cưỡng chế di rời, Darcy sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho các hiện tướng yêu thích vị trí pháp sư đứng giữa. Nội tại của Darcy là lực lượng thứ nguyên, được thể hiện bằng thanh năng lượng màu đỏ. Tài nguyên này tích tụ bởi đòn đánh thường và tùng sư thức, nhưng giảm dần khi thoát khỏi giao tranh. Khi lực lượng thứ nguyên đạt đến tối đa, Darcy tiến vào trạng thái tăng sức mạnh, hồi năng lượng đã tổn thất, đồng thời được tăng tốc chạy và cường hóa kỹ năng kế tiếp. The Wall of Magic. Khi kết hợp nội tại này với các chiêu thức khác, Darcy là vị tướng có khả năng dồn sát thương cực kỳ đáng sợ với bộ combo nhiều chiêu thức. Chiêu 1 của Darcy là Du Hành Thứ Nguyên. Darcy tiến vào một chiều không gian trong khoảng thời gian ngắn, giúp miễn nhiễm khống chế, tăng tốc chạy và giảm sát thương từ các công kích diện rộng. Chiêu 2 của Darcy là Lập Phương Thứ Nguyên. Darcy tạo ra một khối lập phương tại điểm đã chọn và gây sức thương phép sau một thời gian tích tụ. Khi cường hóa, Darcy tích lũy thêm 10 lực lượng thứ nguyên cho mỗi đơn vị trúng chiêu và tăng sát thương phép. Chiêu 3 của Darcy là Ma Trận Thứ Nguyên. Darcy đặt một ma trận, gây sát thương phép và dấu ấn lên tất cả các mục tiêu. Sau một khoảng thời gian, nạn nhân sẽ bị đưa về ma trận và tung choáng. Sau khi tung chiêu, Darcy có thể kích hoạt lần nữa để di chuyển bản thân về tâm ma trận và gây sát thương, đồng thời ngay lập tức hồi chiêu Lập Phương Thứ Nguyên. Tổng kết, với lượng sát thương cực lớn cùng khả năng cưỡng chế di chuyển, Darcy là một pháp sư đi đường rất mạnh cùng khả năng lật kèo cực khủng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tâm Điểm Tướng Darcy. Hẹn gặp lại các bạn trong các Tâm Điểm Tướng kỳ sau.